đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng. Dù vàng đã được thử lửa vẫn có thể hư hoại, đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện đến. Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài. Dù chưa gặp Ngài, anh em vẫn tin Ngài và hân hoan trong niềm vui rạng ngời không tả, vì anh em nhận được thành quả của đức tin, đó là sự cứu rỗi về linh hồn mình.